Bữa nay mình gặp nhau mình nói cái gì cho nó vui vui mà quý Phật tử lại là thỉnh thầy nói về bữa nay là ngày Father Day nữa chứ. Rồi lại thỉnh thầy giảng về chủ đề cha mà thầy là nó cứ nhắc tới ông già là nó chảy nước mắt à. Biết sao cái cục nước mắt nó nằm sẵn đâu đó. Tại vì nhớ ông già dữ lắm. Ông mất rồi chứ không biết ông có yên hay không. Mà tối ngày nhớ ông dữ lắm, cho nên là ông còn theo cái bên vậy đó. Bữa nay mình giảng cái chủ đề tình cha trong cái ngày Father Day, nhưng mà rất là sợ quý Phật tử lát nữa nghe không nổi, tại nói đâu được, cặn họng sao nói. Thôi thì đốt nén tâm hương nhớ về tất cả những người cha đã tận tụy một đời vì con, mong cầu cho tất cả những người cha hiện còn được hạnh phúc bên tất cả các con, bên vợ, bên con, và cầu cho tất cả hương linh những người cha được nghe lời Phật dạy mà sớm sanh về miền cực lạc. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Rồi, thầy cảm ơn Phật tử rất nhiều nha. Bây giờ thầy có một cái dàn bài để chúng ta có thể một phút một giây nào đó chúng ta cảm nhớ về cha mẹ của mình, chúng ta có một cái giá trị cụ thể. Vì thời gian chắc cũng không dài lắm quý Phật tử. Quý Phật tử mình bữa nay là ngày mai còn đi làm nữa phải không? Cho nên mình tóm gọn trong tiếng đồng hồ thôi ha. Tiếng được rồi, về ngủ chứ để không buồn ngủ. Không là mất thời gian quý vị. Trong cái tình cha, quan điểm của Thiện Xuân á, thì thứ nhất là Phật cũng là cha chúng ta. Phật là cha lành. Mà vị cha này nè là cha của tình thương đó, cho nên gọi ngài là đấng cha lành, cha từ bi. Mà chúng ta gọi Đức Quan Âm Bồ Tát là mẹ từ bi, nghe không nè. Chứ còn thật sự ra Quan Âm Bồ Tát làm sao bằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được chứ. Ai ở đây nói về lịch sử Quan Âm Bồ Tát so với lịch sử Đức Phật Thích Ca thì lịch sử nào lớn hơn? Phật Thích Ca phải ghê gớm hơn chứ. Sao mà cứ nói mẹ từ bi mà không có bà cha từ bi? Tôi mong rằng bên đây có những nhạc sĩ, ca sĩ viết về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, làm sao lồng ghép cho được cái danh từ Thích Ca Mâu Ni là một người cha với lòng từ bi rất lớn. Chẳng những cái lòng từ bi này nè, chúng ta phải nói đến quá khứ. Phật Thích Ca Mâu Ni quá khứ bỏ vô lượng kiếp chứ không phải một kiếp. Vô lượng kiếp, quá khứ vô lượng. Vì ai? Vì chúng ta hay là vì chúng sinh? Ta là cái chúng sinh này nè. Mà chúng sinh này được xem như là con. Nếu như không có những người con này thì cha chúng ta không có cực khổ ghê gớm vậy đâu. Không có những người con đau khổ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có khổ dữ dằn như vậy. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khổ là vì con khổ quá đi. Nó khổ mà nó không có chịu khổ, nó vui mới chết. Bởi vậy cho nên bây giờ mà cha mẹ mà dạy con cái không được á, đừng có nói, đừng có giận nó. Bởi vì sao? Nó khoái như vậy. Nó khoái như vậy, nó nói đó là vui của nó. Bây giờ mình dạy nó, mình nói không được rồi, cái đó không được à. Nó nói ba cổ lỗ sĩ rồi, cái đó nó vui lắm. Hiện tại ngài bỏ cái gì? Một cái người cha mà chúng ta gọi, có nghĩa là chúng ta truy về quá khứ, chúng ta biết thôi, có nghĩa là quá khứ là một vô cộng. Mà ngay trong hiện tại ta biết Phật Thích Ca Mâu Ni vì sao? Vì ngài bỏ cung vàng điện ngọc, có nghĩa là bỏ danh vọng địa vị, danh lợi. Ngài bỏ danh lợi địa vị, ngài bỏ vợ đẹp con ngoan, có nghĩa là ngài hy sinh cái hạnh phúc của ông, hạnh phúc của hai tử, hạnh phúc gia đình hai tử Tất Đạt Đa. Rồi ngài làm gì? Ngài bỏ luôn cả cái thân mạng của ngài
Từ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đến rồi còn bộ da bột xương. Mà chúng ta thấy có những người cha như thế này mà thương con thì quý vị nghĩ coi con cái nghĩ về cha như thế nào. Còn ông cha mập thù lùi mà con ốm nhất thì theo quý vị nghĩ như thế nào? Bây giờ ông cha chúng ta, ông ốm nhất mà ta mập thù lù, quý vị nghĩ ra sao? Cái đó là cái mình phải suy nghĩ. Ngày nay chúng tôi với thầy Phước Sanh đồ á, là so với Đức Phật ngày xưa đó, ngài thành đạo đó, ngài còn bộ da bột xương. Còn ngài thọ ký cho Đức Phật Di Lặc trong tương lai bự tổ bố. Tôi tư duy là Đức Phật Thích Ca khi ngài thành đạo đó thì ngài ốm, không còn chỗ ốm nữa, vì không còn một miếng thịt nào để ôm. Nhưng mà ngài thọ ký cho Đức Phật đương lai hạ sanh á, thì cái thân quá tuyệt vời, bụng bự, cười hè hè đó. Còn bản thân của ngài thì da bọc xương. Những cái mà ngài bỏ như vậy thì chúng ta mới thấy là cái ông cha này là ông cha mà chúng ta phải đảnh lễ, chúng ta phải tán thán, noi theo, làm cái gì đó. Rồi ngài bỏ để rồi ngài được cái gì? Đạt được. Tôi quán chiếu tôi thấy ông cha này ông đạt được cái gì? Thứ nhất á, là ông được cái tình thương à, ông được cái tình thương, cái sự cung kính à, cái tình thương của ai? Của tất cả chúng sinh. Mà đến bây giờ có nhiều người nhắc đến Đức Phật, nhìn thấy cái thân da bọc xương của Đức Phật là nhiều người khóc nức nở lắm. Bước về tứ động tâm, nơi Đức Phật xuất đản sanh, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn, những nơi đó gọi là tứ động tâm. Ai bước đến đó, tâm của người đó phải nói rằng có một cái việc chuyển hóa. Mà điều đó đã cho biết rằng nếu ai đến đó tâm của mình xúc động thì khi thân hoại mạng chung, ngay đó sanh về cõi trời. Nếu đủ duyên thì tới đây chúng tôi cũng hằng đêm sẽ dạy tất cả các cõi trời trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới ở đây, phân tích từng cõi. Nếu quý vị có thời gian tham gia thì được, còn không tham gia thì nghe lại băng đĩa, còn không có thôi kệ, muốn đi đâu đi. Tôi thì tôi giờ tôi muốn chia sẻ để quý vị còn hiểu được là Đức Phật dạy nó thiết thực hay không, rồi nó đúng nhân quả hay không. Khi ta tu nó đúng nhân quả đàng hoàng, đừng có tu một mà đòi mười, không biết ở đâu ra. Ngài được tất cả chúng sinh cung kính lễ lại. Đó, như đây là đủ vốn ông cha này rồi nè. Chứ còn con bây giờ này á, cả một đời hy sinh cho nó, có khi nói tiếng trước tiếng sau nó hứ cái cốc tức chết. Còn ông cha này ông không nói tiếng nào lại gần chết, lại chọc đầu luôn vẫn cứ lại đó. Vì cái ông này cái công đức ông nó lớn quá, cái tình thương này rồi nha. Cái thứ hai là thật sự ra ông đạt được cái sự an lạc. Vì ông có bỏ danh lợi, ông có hy sinh cái hạnh phúc gia đình, ông có cái thân của ông còn bộ da bọc xương à, thì cái này ông mới đạt được cái giá trị an lạc thực sự. Đây là một giá trị thật, không phải là giá trị ảo. Ai tu theo Phật mà chỉ đạt được giá trị ảo thì người đó bỏ uổng đi. Ta bỏ rất nhiều, ta bỏ rất lớn đạt được giá trị ảo, quá tệ. Ta không xứng đáng là con của hàng Thích Tử. Cái điều thứ ba ngài đạt được, đó là một giá trị mà không ai đánh đổi được, không ai lấy được. Sự an lạc này có thể ở thế gian có sự an lạc, nhưng mà sự an lạc thật sự là không ai đổi được, không ai đổi được, và được lưu truyền. Đạo Phật có thể nói là như là một cái, được ví như là một con sư tử là vua của tất cả các loài, nhưng mà không có một con vật nào có thể giết được con vật đó, chỉ có con vi trùng. Trời ơi, con của tôi nó giết tôi. Này, Đức Thế Tôn dạy giáo pháp của ta không có một cái tư tưởng, cái giáo pháp nào làm cho giáo pháp của ta chết được. Nhưng chỉ duy nhất có những hàng Thích Tử Như Lai, nó bức tử Như Lai. Hiểu không?
Hiểu không? Rồi, đọc cái này là nó đau ghê gớm lắm. Nó đau mà phải nói là chỉ có con mình, cái tài sản này giả sử như thầy Phước Sanh ông ghi dựng lên, mai này đệ tử của ông làm sập chứ mà. Người ngoài không dám vô đây làm sập, chỉ có đệ tử của ta. Cái giáo pháp của ta không ai đổi nó được, chỉ có hàng đệ tử ta nó không chịu học chữ nào mà bảo đảm nó giết ta chết thôi. Cái đó là một trong những cái mà thật sự mà nói là đi giảng dạy mà nói cái vỏ bề ngoài không là nó đau ghê lắm. Đạo Phật nó hay mà đến nỗi mà Thái tử Tất Đạt Đa ngày bỏ cái này nè, nó đi tìm cái ngày bỏ thôi để mình biết về mình nhớ cái ơn. Cái này chính là cái ơn lớn mà người con phải biết nè. Bây giờ mình là con Phật, Ngài là đấng cha lành của chúng ta, mình tán thán Ngài, Ngài đản sanh, Ngài đản sanh làm lớn lắm. Nhưng mà thật sự ra hỏi, hiểu không? Dạ không. Ngài thành đạo, ta cũng tán thán Ngài Đức Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà thật sự ra ta không hiểu, nói chơi cho vui vậy chứ nhiều người thờ ơ lắm. Quy y Tam Bảo rồi chứ không hề biết cái ông cha này là ông nào, ông này như thế nào. Nhưng mà họ nói tới là ta là Phật tử, ta cầu lên trên kia nữa kìa, tôi không biết đi đâu. Mà trong lúc cái ông này nè là cái người mà người cha mà gần gũi ta nhất, là người hy sinh cho ta nhất mà ta còn không hiểu ông nữa. Vì mà ta đòi đi đâu tôi không hiểu, rồi đi qua nhà ông kia kìa. Vì cái ông này là ông Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà qua nhà ông Di Đà. Mà cũng không hiểu ông Thích Ca là ai, không hiểu ông Di Đà là ai mà đòi qua bển cả. Nếu như mà một lúc nào đó chúng ta sẽ tìm hiểu coi cha ta giới thiệu nhà bên là nhà nào. Có phải cha ta đã hát cái bài nhà nàng ở cạnh nhà tôi, nhà tôi là ta bà nè, nhà nàng là cực lạc. Nó là cha ta thấy là con nó ở nhà nó chán quá rồi, con ta nó ở trong nhà này nó chán quá rồi, nó muốn chết. Cho nên nó thôi đừng chết con qua nhà kế bên, trời cho vui lắm, chơi cho đã đi rồi quay trở về. Nhưng mà thật sự nó qua đó rồi nó thấy không ổn rồi nó quay về, nó mới thấy là cha nó là vĩ đại. Hay cái chỗ đó, đó. Cho nên là tôi hát cái bài mà tôi biết là rõ ràng là ngồi tư duy và thấy Đức Phật tự nhiên sau cái coi ta bà này Ngài thành Phật, mà bên đây Ngài giới thiệu một Phật nào đó, Phật bạn. Là nhà bạn, cực lạc là nhà bạn. Nhưng thật sự ra ta đâu có biết nhà bạn này đâu, là do cha ta nói, cha ta giới thiệu thôi. Thì cái nhà bạn này được giới thiệu chứ còn không ai biết đó. Mà cái lời giới thiệu này không biết tam sao có thất bổn hay không. Hồi xưa cha ta giới thiệu thì đúng rồi, giờ này cha nội khác giới thiệu thì mắm dặm muối tùm lum hết, nguy hiểm lắm. Cái đó nó thiệt á, không chịu hiểu là chết luôn á. Cho nên là cái giá trị mà không biết tôi nói có giống giống thầy Chân Minh không không? Quý vị để chứ ông đó là ông giáo thọ sư của tôi đó. Mà thầy tôi khoái thầy giảng, cái phong thái thầy giảng là hầu như là trên trời nó không có mây. Thầy không có sợ mưa đá. Bữa đó nắng quá mà mây. Không, ổng đi đâu cũng vậy hết á. Ổng là ngày nào cũng giống nhau. Tại vì với một cái sự mà nhiệt huyết với đạo rồi đó, là thầy nói là không có sợ ai chứ, còn sợ là nói không được. Nó lạ vậy đó. Mình mà trên đầu mình nó bị chụp mũ rồi là mình nói trong cái mũ đó thôi. Cho nên tôi đeo cái mũ xuống mà tôi bỏ rồi. Đáng ra là tôi đau đầu tôi đòi cái mũ, mà tôi sợ bị chụp mũ tôi bỏ ra. Mình bắt mình phải nói trong cái mũ ra chứ không được nói ngoài cái mũ đó. Ngày xưa người ta nói sao bây giờ phải nói y chang vậy. Vậy tôi nghỉ học đi, tôi học gì vậy? Tôi học tôi phải nói cái của tôi chứ. Rồi mai quý vị học quý vị phải nói cái của quý vị. Chứ xã hội như vậy quý vị học, càng học quý vị phải xây dựng một cái gì đó nó hơn cái trước chứ. Mà hơn cái trước có nghĩa là còn giống cái trước nữa không? Không, nó phải đẹp hơn. Một xã hội Úc, một tương lai phải là hơn xã hội bây giờ chứ không lẽ đi về làm hoài. Phật giáo cũng như thế. Từ lúc Đức Phật thành đạo cho đến bây giờ hoàn toàn sai khác. Ai học kinh mà nói y chang vậy là không hiểu biết rồi, bầu ơi. Đồng ý không Phật tử?
cái bắt mình nó y chang vậy, thôi nghỉ đi tôi nghỉ học luôn. À, mà mình học mình phải tư duy ra từ từ cái 1 mình học đến cái 2, cái 3 thì mình tư duy ra đến cái N. N không phải là số, nhưng N là một con số của tổng các con số này. Vậy nó là N không phải là số tự nhiên. Dạ đúng rồi, là nó số tự giận á. Học con số đó là chỉ có tự giận thôi, nó không còn tự nhiên nữa, nhưng nó phải tới N rồi. Để ta loại suy ra một cái vị lai là cha ta còn sanh lại nữa hay không. Đây, đây là cái câu hỏi được đặt ra. Cha ta ở trong quá khứ vô lượng kiếp vì chúng sinh mà học, mà dạy. Cha ta như một người thầy, phải không? Học hết những kinh nghiệm dạy lại cho con mình, để cho con mình nó mỗi ngày nó giỏi hơn, nó tốt hơn, nó đẹp hơn. Nó lúc nước trước nó xấu, giờ này phải chế ra những cái chất liệu làm cho nó tốt hơn. Đúng không? Những cái chất liệu đó là những chất liệu mà cha ta phải học để chế biến ra, để làm ra. Vậy thì những người bây giờ này làm chế tạo sản phẩm coi chừng là mẹ mình. Thương con thấy nó xấu, tạo sản phẩm cho nó đẹp. Đó là đẹp về hình thức. Cha ta là một người dạy chúng ta, cha ta là người thầy. Vậy là ở đây là ta mới nói cái đó, chứ ta chưa nói những cái người mà là cha là mẹ chúng ta thương chúng ta dữ lắm. Quá khứ vô lượng kiếp, ông này không có ngồi không. Hiện tại trong kiếp này, từ nhỏ tới lớn, ông không có ngồi không. Những cái gì ông bỏ, những cái gì ông đạt được, và thành quả đó ta loại suy ra một tương lai là Phật Thích Ca Mâu Ni có tái sinh lại hay không, hay ở trong niết bàn. Nói tình gia nhưng mà nói tới Phật có thấy không, giáo lý thâm sâu màu nhiệm đó, thấy không quý vị, cho thầy biết coi Đức Phật còn tái sinh nữa hay là không. Mạnh dạn nói coi. Dạ không biết, ai trong đường. Không biết. Có ai biết giơ tay lên. Chủ trương của thầy nói sai nhớ dai. Mình không nói mình sẽ không bao giờ nhớ. Mình liều mạng mình nói. Có ai nói không? Không có thì thầy cũng liều thôi. Quý vị không dám liều thì thầy liều. Theo quý Phật tử nghe. Bây giờ nói nè. Thứ nhất là Đức Phật có thương không? Thương chúng sanh không? Thương. Rồi, quý vị đồng ý hết rồi. Thương con, chúng sinh là con. Ngài thương con, Ngài thương con, Ngài mới trong quá khứ Ngài thương rồi, Ngài mới ra đời. Vậy Ngài ra đời rồi, những hành động cụ thể của Ngài đã nói lên tình thương đó, đúng không? Đúng. Ừ, hành động cụ thể nói lên tình thương đó. Thì như vậy Ngài mới tu và Ngài thành đạo. Sau khi Ngài tu hành rồi, Ngài thành đạo rồi đó, thì Ngài thành đạo rồi Ngài còn đi giảng pháp không? Có không? Có. Ngài thành đạo, nếu Ngài thành đạo tới đây mà chấm hết thì ta có kêu Ngài là Phật không? Không. Ngài đi thuyết pháp có nghĩa Ngài đi độ chúng sinh. Thương là phải độ. Ngài độ chúng sinh thì do Ngài độ chúng sinh cho nên ta mới kêu Ngài là Phật. Ngài là cha lành. Như vậy Ngài độ con, thương con thì phải độ con. Do Ngài độ con mới gọi Ngài là Phật. Bây giờ con không có còn gặp Phật nữa. Phật ơi, cái này nè quan trọng nè. Bây giờ tất cả chúng ta có gặp Phật nữa không? Có không? Không, mắc mớ lại ông đó anh chị. Gặp trong mơ. Cái đó mơ chứ không có thiệt. Mơ mình được quyền nhớ ơn. Vậy là con đâu có học Phật đâu, con đâu có biết ông Phật này là ông nào đâu, con chỉ biết cái pháp này thôi. Con nhớ ơn là qua cái lời dạy này nè, Phật dạy. Có phải vậy không? Nhưng mà hầu đó Phật có viết lại giáo pháp này không? Không. Mà nói thôi. Ngài nói thôi thì tới chừng cái giáo pháp này nè, Ngài mới nói là ta không nói lời nào. Chết queo chưa? Đụng hàng chưa? Ngài phủ nhận là ta không nói lời nào. Vì sao vậy? Vì những lời của Phật là bất định pháp.
Pháp đó không có định. Pháp trước so với pháp sau là khác nhau. Thấy không? Bài trước so với bài sau là khác nhau. Ngữ cảnh này so với ngữ cảnh kia là khác nhau. Chúng sinh này so với chúng sinh kia căn tánh khác nhau. Tùy căn tánh mà Đức Phật nói khác nhau. Thì làm sao mà giáo pháp này về sau người ta nhớ lại mấy trăm năm nhớ lại viết còn chính xác được chứ? Chính xác chứ làm sao chính xác? Như vậy thì làm sao mình biết là cái ông này là ông Phật, là ông nói cái giáo pháp này là thật 100%, để mà mình hiểu rằng à, cái này là con biết tới cái này cho nên con biết Phật, đúng y chang vậy. Nhưng mà giờ vậy là cái này là suy ra hai cái là gì? Tăng. Tăng là người viết trở lại cái này, tăng là người nghe Phật nói nè, mà ông tăng này không biết cái tăng mấy đời đó. Tăng mà nghe Phật nói cũng không có viết lại. Mà tăng nghe Phật nói rồi tăng nói trở lại, tăng nói trở lại rồi về sau mấy đời rồi bắt đầu mới viết trở lại giáo pháp này và bắt đầu nói cái đó là Phật nói. Nhưng mà thật sự ra cái đó ai nói? Tăng nói. Để chính xác cái lời này gọi là lục chủng thành tựu đó thì có sáu pháp thành tựu. Vậy thì trong cái kinh A Di Đà có sáu pháp thành tựu thì chúng ta biết là sáu pháp đó là do Phật nói, để chính xác là Ngài A Nan nghe. Trong đó có hội chúng, có trú xứ đàng hoàng. Nhưng mà bây giờ tôi lấy cái sáu pháp thành tựu đó làm cái mô tiếp, làm cái khung, tôi có thể viết ra bài kinh khác được không? Được không? Dư sanh đời sau nó vũ lắm. Giờ này bản thân học lèo tèo như tôi viết thoải mái luôn á. Tôi đặt chuyện thiếu gì tôi đặt. Mà cái kiểu đó thì thôi chết rồi. Con này phá hoại tôi nè. Mà cái cách nói của tôi như vậy mà nếu người nào không hiểu thì cũng chính nói tôi là con vi trùng đang phá hoại Phật, làm cho Phật suy yếu. Nhưng không, tôi là đứa con hiếu thảo đối với ông nội này nè. Tôi khẳng định như vậy là cả một đời con, khi con cạo tóc rồi đừng bao giờ mà con tóc con dài trở lại. Cả một đời con theo con học chân lý này và con cảm nhận được giá trị an lạc này một cách thực tại. Không có ai mà nhát con được hết. Ngay giờ này mà nó cầm cái súng lại hỏi mày, mày nói lại chứ tao có bắn mày chết à? Tao nói thà tao chết không bao giờ tao nói lại mày. Tôi đồng ý như vậy. Tôi chết một cách sung sướng là nói đúng những gì Phật nói. Đồng ý không Phật tử? Đừng nói mà dụ tôi mà hù hết. Xưa rồi Diễm. Nghĩa là chúng ta phải chấp nhận thà chết chứ không bao giờ nói sai những gì Đức Phật dạy, để cho mọi người người ta đúng đắn tu hành trên con đường Phật dạy. Chứ đừng có nói là không có chịu nghiên cứu giáo lý mà đổ thừa cái điều đó là Phật dạy là tôi không bao giờ chấp nhận. Hãy học cỡ khả năng là lèo tèo như tôi trở lên đi, lúc này mới nói là cái nào Phật dạy cái nào không. Tôi khẳng định à, những cái lời đó tôi nói cái ý này Phật nói nè, nhưng mà cái ý kia không phải Phật nói. Tôi nói cái ý chứ còn cái lời đó là không có cái lời nào của Phật hết. À, như vậy thì chúng ta hiểu rằng thông qua cái quy tắc này chúng ta biết là trong giáo pháp này nếu như có chỗ sai lầm Đức Phật hiện ra và chỉnh sửa lại. Tôi nói Đức Phật không ngồi yên trong đó. Trong quá trình mà kết tập kinh điển này Đức Phật đã hiện ra và nói lại. Thấy không? Phật không ngồi yên trong đó, cho nên giáo pháp này là tăng nói, nhưng đó là quá thân của Phật. Lần trước qua đây tôi có nói ba thân, không biết là quý vị còn nhớ hay không. Đức Phật có ba thân, có nghĩa là báo thân, pháp thân và ứng quá thân. Nếu ta nói Phật còn tái sinh là nó không đúng với cái nghĩa niết bàn, vì niết bàn là vô sanh. Cái báo thân này là cái thân ngày sanh ra bằng xương bằng thịt nè, có thịt xương đàng hoàng nè, cái này là báo thân. Sau khi ngày thành đạo với cái bộ da bọc xương này mà không có thịt thì bắt đầu ngày nói pháp. Thì cái giáo pháp này đó là tam tạng kinh luật luận, mà thật sự ra trong cái thời Đức Phật thì không có luận này, chỉ có kinh và luật mà thôi. Vậy thì Đức Phật nói cái chuyện này chuyện kia nó biến thành kinh, rồi Đức Phật dạy cái điều này điều kia cái đó trở thành luật. Giả sử như cô này
tôi thấy cái chuyện này chuyện kia, cái tôi dạy, tôi lấy quá khứ tôi nói, cái tôi lấy hiện tại tôi nói, và tôi dạy cho cái cách làm trong tương lai làm sao cho nó hạnh phúc, cái đó trở thành kinh. Những lời dạy đó trở thành kinh. Rồi á, cái điều người này gây lộn với người kia, cái tôi nói đừng có gây. Gây như vậy là quả báo sẽ đau khổ, cái đó trở thành luật. À, về sau bàn cái câu chuyện này, bàn cái câu chuyện luật kia, nó tạo thành luận. Luận là sự bàn của kinh, sự phân tích của luật tạo thành luận. Cái bộ này học không có hết nè, học hai bộ này rất là mau. Cái bộ này học không nổi vì nó bàn tùm lum hết, làm sao học nổi. Gặp ông hai còn đỡ, gặp bà tám thôi chết liền. Chuyện nhỏ xíu bà xé ra cả ngày, sao mà đọc nổi. Rồi cái ứng quá thân này nè, cái ứng quá thân của Phật này nè, có nghĩa là theo tôi đó là tăng. Ngài ứng quá ra là để Ngài học cái giáo pháp này, rồi Ngài chỉnh sửa lại cái giáo pháp này. Vậy thì cái chỉnh sửa đó, đó là tăng chỉnh sửa. Đúng hay sai thì chúng ta phải hiểu được cái ý của Phật. Nhưng tôi nghĩ trong cái hàng tăng bảo, những người mà nói lại những kỳ kết tập kinh điển này, trong đây đã có Phật hiện trở lại. Đó là sự cảm ứng của tôi. Vì ma nó cũng hiện vô đây nó quậy nè, thì Phật cũng hiện luôn vô trong đây. Mà tất cả chúng ta đều là Phật, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Như vậy sự gia trì của Phật chỉ cần một cái ý niệm nhỏ là người này nói xong phần pháp đó. Và giờ này chúng ta cảm nhận rõ cái phần đó. Quý vị thấy có những cái hương linh không? Có những cái hương linh đi vô của cái người nào đó, nói đã là cái đi mất tiêu. Hương linh còn làm được chuyện đó, huống hồ chi Phật búng chô. Nói xong cái kỳ kết tập kinh điển này rồi, xong. Và bản thân của chúng tôi cũng nói vậy. Có những lúc mà tôi nói là quý vị làm MC đi, quý vị không biết ở sao tôi nhắc, đúng không? Quý vị làm MC không biết ở sao tôi nhắc. Còn bây giờ tôi đi giảng pháp mà có những chỗ tôi không biết, tôi nhập định cái ở sao Phật nhắc. Cái đó tôi nói thật á. Quý vị hãy đi làm việc của Phật. À, có một ông giám đốc, ông ra một cái công ty, ông có muốn công ty ông mạt không? Không. Vậy thì ông kêu người nào làm một cái chức năng nào đó, thì khi người đó làm không được, ông giám đốc cũng chỉ mới muốn mình giỏi hơn ông giám đốc, tại ông muốn tồn tại cái công ty đó. Thấy không? Mình muốn làm cái việc đó cho tốt, cho nên ông thầy trụ trì ông nhờ mình làm chuyện gì, ráng làm đi. Mình nói con không biết, vậy là mình từ chối cái khôn. Cái thông minh ông đang đem cho mình mà tự nhiên cái mình từ chối à. Làm đi rồi tự nhiên làm không được ông chỉ. Đó, đồng ý không Phật tử? Quá tuyệt vời luôn. Thầy làm tư duy rồi, thầy muốn chết rồi. Chưa. Cho nên tôi bảo đảm với quý vị là Đức Phật không ngồi yên ở trong đó, vì Ngài thương chúng sinh quá. Cái tình thương của Phật mà nói ngồi trong niết bàn không nhúc nhích thì tôi bảo đảm là tôi không có tin nổi. Vì lúc Ngài còn sống đây nè, mà Ngài còn đi khắp nơi, mà giờ nói Ngài nhập niết bàn, Ngài ngồi đó là tôi không tin được. Cho nên cái niết bàn của Phật là từ bi, niết bàn của Phật là trí tuệ. Hai cái loại niết bàn này ai nhập được thì người đó thấy được Đức Phật. Chứ không có nói mà quý vị mà cứ thể hiện lòng từ bi, quý vị đi tới đâu mà quý vị làm hết mọi việc mà thương yêu chúng sanh, quý vị sẽ thấy Phật kế bên mình. Cho nên cái bài Phật đang trong ta từ khi biết chẻ xia niềm đau, Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật, Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa chan từ bi. Thì cái đó là Phật đang trong ta đó, ông hiện vô ông nhập. Giả bộ nói vậy, cái từ đó quý vị thường nghe đúng không? Mà nhập. Thì giờ này mình nói Phật nhập. Vì hồi xưa nó chưa biết tu á, mắt của nó đâu có liên diêm vậy, mắt đâu có mang mắt kiến kỳ. Giờ tu mang mắt kiến. Đúng không? Bỏ xuống. Để lát có người nhập vô nữa. Rồi bỏ xuống miếng. Rồi bây giờ qua cái thứ hai nè. Dạ. Cái đó là chỉ làm màu thôi. Cho nó mới. Có khi nhìn cái mặt riết ớn chết, lát đeo kiến vô. Có cái gì đó. Giống như bên đạo bạn của chúng ta là Hồi giáo. Mình cảm thấy khúc này mình không thấy. Đó. Tới chừng cõi ra. Trời quá đẹp luôn. Thứ hai là cha của chúng ta. Cha
của ta. Hồi nãy là ông Phật, bây giờ là cha của ta. Ta có coi có phải là cha ta là ông Phật ở thế gian không? Ta so sánh nè. Giả sử như nếu ta không có duyên với cha ta, ta có sanh ra làm con không? Theo quý vị, vậy là chúng ta có nhân, có duyên, có quả, có nghiệp với cha ta. Cho nên là có hết. Còn không có, cầu hoài nó không ra. Rõ ràng là tôi biết tôi đản hậu rồi. Vì đời trước tôi không có nhân duyên nào hết, mà tại vì tôi tham quá, tôi có nhân duyên rất nhiều Phật tử, cho nên tôi không có một cái cục nào mà có cục này là chết. Có cục này là quý vị tẩy chay tôi luôn. Từ cái chỗ đó mà ta có cái nhân, có cái duyên, có cái quả, có cái nghiệp với chúng sinh thì nó mới lầu lầu chui ra. Còn không có đừng đi cầu khẩn, mệt lắm. Cái này cũng phải có cái câu mà mình không duyên nợ đừng chờ em ơi, đúng không? Bài hát là để cho tôi chọt vô mấy cái chỗ này thôi, chứ giờ này không có hát cái bài hát không nổi. Như vậy là chúng ta có duyên nợ với cha mẹ chúng ta rồi, thì cái duyên nợ này nó có hai phần, phần tốt và phần xấu. Nếu như chúng ta mà có duyên với cha mẹ chúng ta mà cái duyên tốt này nó ra thì chắc chắn đứa con này nó hiếu thảo ghê lắm. Nó hiếu thảo vì sao vậy? Vì cái duyên nó là duyên tốt với cha nó. Cha nó sẵn sàng để sự nghiệp cho nó. Trời ơi, tài sản của ông để hết cho nó. Còn đằng này tài sản có đó mà ông không cho. Nó tìm cách giết cha. Ghê gớm chưa? Đó là nhân duyên xấu. Quả báo nhiều đời nhiều kiếp. Đây là nghiệp của ông vua. Vua cha có bao nhiêu thế tử? Trời ơi, ai kêu ông có vợ nhiều vậy? Bà 1, bà 2, bà 3, bà 4, bà 5, bà 6, vân vân. Mấy bà này mà bỏ mỗi bà một đứa, mỗi bà hai đứa là chết ông rồi. Thấy chưa? Mấy đứa này nó giành nhau cái tài sản của vua cha, nó sẵn sàng giết vua lúc nào không biết. Bây giờ nó nói nó là con vua cho nó đêm ngày nó luyện văn võ. Đêm ngày nó tạo thành cho nó một cái thế lực. Để mai này nó đủ lực rồi là nó giết cha. Phải như mà một đám con này nó đông không nói. A xà thế con mình. Mà đời trước qua xà thế là tiên. Vậy đó. Mà đời này có một mình A xà thế. Vua Tần Bà Sa La sẵn sàng để ngôi lại cho A xà thế. A xà thế nó vẫn giết bình thường. Người thấy nhân quả chưa? Nhân quả rõ ràng chưa? Cái tình con với cha đó nó vậy đó. Cha con đó mình nói cho nó đúng là nhân duyên quả nghiệp này với nhau nè. A xà thế kiếp trước làm tiên, vua Tần Bà Sa La lên trên núi hỏi ông này, có ông có biết là ông chết, ông làm con tôi, ông nói biết. Trời ơi, ông tiên mà ông biết luôn. Tôi biết tôi làm con ông, vậy mà ông nói chừng nào ông chết, không biết. Chừng nào chết không biết, vậy chứ Tần Bà Sa La, trời ơi, ông Tần Bà Sa La, Tần Bà là cái gì ta, mình dịch Tần Bà là cái gì, Tần Bà là thích đàn bà. Sa La là thích mấy thằng nhỏ nó sanh ra nó la. Ông không có đứa nào hết cho nên ông đi kiếm con. Mà ông đi kiếm con thì ông thích quá cho nên ông kêu ông tiên này, ông chết sớm đi ông làm con của tôi. Trời ơi, ông này ông nói tôi chết rồi quả báo tôi không biết sao. Ông nói quả báo cỡ nào tôi cũng chịu. Khoái con quá rồi. Với lại ngai vàng không biết để cho ai. Hiện đó là tôi nói nhỏ, mai mốt mà thầy Phước Sanh ngai vàng không biết để cho ai thì cứ thọ ký cho tôi, đừng kiếm cái thằng nội này. Mốt nó giết chết à. Không biết để cho ai thì cứ để cho tôi, chứ không là nó giết chết. Cái quan gia trái chủ quý vị thấy không,
Có khi mình có nhu cầu với nó là bắt đầu nó lại có nhu cầu với mình. Mình bắt nó phải làm một thứ thì mai này nó bắt mình làm lại. Mà cái làm này nè, mới có cái kinh A-di-đà nè. Cái A-xà-thế này giết cha này nó mới có bản kinh A-di-đà này ra. Đức Phật nói cho bà Hoàng hậu Vi-đề-hy. Bà khổ cùng cực, bà là một người chồng, bà là một người vợ, quên sorry. Tự nhiên cho nó lộn người ta bà đó mà chồng. Bà là một người vợ thương chồng hết mực, bà là người vợ thương con hết sức. Mà giờ giữa chồng mình bị con giết mà cái thế lực của nó lớn quá. Thấy không? Nó giỏi quá. Đời trước nó giỏi, cho nên đời sau nó ra nó giỏi. Vua Tần Bà Sa La giao hết quyền quy thế lực cho con. Tới chừng nó không có cần vua cha nó phải cho mà nó giết. Vậy đó, nó nghe người khác nói về quá khứ của nó. Nó nghe người khác nói về quá khứ của nó. Là lúc nó ra đời, thần, các ông thần á, tại vì nó ra đời là nó ở trong bụng là nó thèm máu của ông. Tất cả những người thần á, làm nói là đức vua giết chết đứa nhỏ này đi, để mai này nó lớn lên nó giết vua đó. Ông vẫn không giết nó. Ông vẫn không giết nó vì có mình nó cầu khẩn gần chết mới được mà. Không giết nó, con cầu con khẩn lớn lên, nó nghe được. Cái này là một động lực của ai? Của Đề Bà Đạt Đa. Đó, thấy ghê chưa? Đề Bà Đạt Đa suối nè. Mà Đề Bà Đạt Đa, tại sao mà cái tên của ông này lại là nằm ở cái mức độ phản cảm với Đức Phật? Là người hại Phật, là người hại A Xà Thế để giết vua Tần Bà Sa La, hại Tần Bà Sa La luôn. Mà ông này được gì không? Nứt đất, đọa xuống địa ngục chứ. Đây là nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện, nhân vật đại diện cho cái ác nè. Nhưng mà quý vị thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa không? Thọ ký Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật. Từ chỗ này tôi mới suy nghĩ là ông vua này, ông có nhiều con để làm gì vậy? Vì đất nước này nhiều việc quá, phải gánh. Phải mấy con này, thằng nào giỏi cho làm vua, nào dở cho làm quan, nào dở cho làm quan quyền, nào dở cho xuống xã. Phải không? Mà anh em của nó từ trên xuống dưới mà nó hòa thuận với nhau thì ông vua cha này mừng không? Mừng. Nhưng mà nó đâu chịu vậy. Vậy là cái nhu cầu của chúng ta mà chúng ta không chịu. Vậy là cha ta khổ vì nhu cầu của con. Nhu cầu của con. Mà căn tánh của con thì lại không khác nhau. Đáng nhường ngôi cho đứa này. Đứa này đáng được nhận ngôi thì đứa này không đủ khả năng nhận ngôi, phải cho đứa kia. Mà cho đứa kia thì đứa này sẵn sàng nó giết. Nó dở cái việc, nó không có tài thì nó lại ác. Nó lạ lùng vậy đó. Giả sử như về chùa, mai mốt mà thầy có truyền cho người nào, người đó nó đáng được truyền, nhưng đằng này không có tài, không có tình thương để thương mọi người, thì cái đứa kia nó thương hơn kìa. Thiện Xuân đó, thương. Dám cho nó không? Cho nó xong là sẽ bị giết. Chúng ta thấy Ngũ Tổ với Lục Tổ không? Ngũ Tổ truyền cho Lục Tổ, 1000 đệ tử xuất gia không truyền được, phải truyền cho cái ông còn tóc. Mà truyền xong rồi nó dí theo, nó giết chết để nó lấy y bát trở lại. Chứ bụng mình truyền là được đâu. Nhưng mà cái câu chuyện đó nó vẫn để đời lại mà mình không biết trúng hay sai. Trúng bao nhiêu phần trăm mình cũng đâu biết đâu. Nhưng mà mình phải suy nghĩ để mình coi mình hưởng cái tài sản của cha mình đúng hay sai. Cái đó là cái nhân duyên quả nghiệp chúng ta với cha mẹ. Rồi bây giờ cái việc làm của cha chúng ta. Nhắc tới cái này chết tôi nè. Thật sự ra những cái việc làm của ông cha ngày xưa mình cũng không có biết được bao nhiêu. Nhưng mà nói tới cha, mà nói tới những công việc làm của ông là nước mắt mình nó không cầm được. Vì cha mình hy sinh cho mình nhiều lắm. Hy sinh. Mà những cái việc làm của cha mình mà mình nhớ lại đó thì thật sự ra tôi ngồi tôi khóc một mình. Nhiều lúc mà tôi không dám ngồi nhớ, vì chỉ có tôi nhớ ổng tôi mới hồi hướng cái công đức tu tập tôi cho ổng được. Nhưng mà mỗi lần ngồi nhớ tao ngồi thiền cũng khóc. Vì tôi nghĩ tới mà khi tôi nằm trong bụng mẹ đi, tôi quán vậy đó. Tôi quán tôi nằm trong bụng mẹ tôi. Thì lúc mẹ tôi bụng mang dạ chữa thì ai lo cho mẹ?
cha lo. Lúc khi mà ngày xưa đó, thì bây giờ thì tôi không biết sao, nhưng mà ngày xưa đó thì sau khi sanh ra rồi là mẹ nằm một chỗ thôi, cha không có cho mẹ làm gì, nằm một chỗ. Cái dơ cái uế gì của con của vợ gì đó cha làm hết luôn. Cái việc này không có để cho người khác làm được đó. Cái này cha làm. Mà cái này nè mới thể hiện cái người cha mà thương vợ thương con. Mà chúng ta nghĩ tới một bữa ăn thôi. Nếu ta nghĩ tới một bữa ăn mà bây giờ ta đi lỡ đường, ta đói khát, ai đó cho ta một bữa ăn ta cảm ơn không? Ai cho ta một bữa ăn ta đã cảm ơn rồi. Mà cha ta cho ta bao nhiêu bữa ăn? Vậy mà ta không biết ơn thì ta là người gì? Trên cái bữa ăn này thôi nè, mỗi lần tôi ăn tôi nhớ tới cha là tôi khóc. Đừng để tôi nhớ tới ổng thôi. Khi đám tang á, là người ta nói là cha mẹ mình đừng cúng. Nhưng mà tôi nói không, cha tôi phải cúng. Vì tôi không nghe lời một ông thầy nào mà nói rằng là mình cúng cha mẹ mình không đúng. Tôi nói cha tôi đút tôi ăn. Khi cha tôi mất tôi phải đút. Mỗi lần tôi cúng cơm là tôi khóc. Tôi mới nghĩ là tôi làm ông thầy để làm gì? Để tôi có một cảm ứng với cha tôi. Với mẹ tôi, để tôi có động lực tôi tu chứ. Đằng này cha mẹ mình mà để ông khác ông tới ông cúng, ông đâu có phải là mình. Ông cúng ông không có cảm xúc gì. Tôi nghĩ ông cúng ông có cảm xúc là cha tôi ăn không có được. Trong mỗi lần tôi cúng cơm là tôi cúng. Mà tôi cúng trong cái nghẹn ngào đó thì tôi nghĩ là cha tôi ăn được. Còn có người lại đọc kinh rất là hay mà tôi nghĩ cha tôi ăn không được. Đọc hay lắm. Nhưng mà họ chỉ nói suông thôi. Bây giờ tôi đi cúng cơm mà tôi nói giùm con cái mà tôi thấy con cái nó không có hiếu là tôi biết liền rồi. Nó ngồi trơ trơ, nó dòm. Nó không có một cảm xúc nào là cha nó cho nó ăn thì bây giờ nó phải cúng dường lại cho cha nó ăn, không có. Tôi gửi gắm cái thông điệp đó đến cho quý vị. Nếu ai nhớ cái ơn cha mình cho mình ăn một bữa nè, quý vị nhớ cái ơn đó. Mà bây giờ tôi hạnh phúc còn mẹ. Mỗi lần mẹ không ăn, mẹ bệnh mẹ không ăn được là tôi đều vui vẻ. Tôi nói giỡn với mẹ thôi, tôi nói giỡn thôi. Vậy là mẹ muốn con nhai con đút chứ gì? Tôi nói hầu xưa mẹ nhai mẹ đút con, miệng nhai cơm tấm lưỡi lừa cá xương. Ngày xưa mẹ nhai mẹ đút con thì bây giờ mẹ ăn không được, mẹ rụng răng hết rồi ăn không được, con nhai con đút cho mẹ ăn không? Bà cười. Thật sự ra tao làm được điều đó không? Không. Cho nên ta làm sao để ta ép cho được cha mẹ mình ăn. Ta ép cho cha mẹ mình ăn để cha mẹ mình uống thuốc. Cái điều đó chính là cái hiếu thảo. Đằng này không có đâu. Nó về mà cha mẹ ăn không được, nó dọn lên nó để cái rậm đó rồi nó bỏ đi. Nó không có thời gian, con bắt đi làm. Còn ngày xưa cha mẹ mình có cực cỡ nào, đi làm cỡ nào mà con ăn không được là bỏ làm ở nhà đút. Dí con chạy vòng vòng đút. Tới giờ cha mẹ mình ăn không được mình bỏ đó, ăn không được thì chết đi. Chính cái điều đó đó mà tôi mới nghĩ đến Phật. Bây giờ mà ta cúng Phật á, mà ta chỉ lên ta cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, cúng xong rồi xuống, đối với ta không có một cảm ứng nào cả. Thì thật sự cúng cái đó đó, ta với Đức Phật có một cái khoảng cách xa lắm. Mà quý vị lên cúng Phật, quý vị ngồi thiền mà nhớ nghĩ tới cái cảnh mà da bọc xương á. Cái này nè, quý vị nghĩ tới cái cảnh da bọc xương mà giờ này con đem một cái núm cơm lên con dâng cho Phật. Nước mắt quý vị chảy ra. Cái này nè mới là cái thật.
Bây giờ chúng ta cúng mâm cao cổ đầy, nhưng mà thật sự cha mẹ ta có ăn được hay không? Cái này là sống thì chẳng cho ăn, chết thì làm văn tới rồi. Làm mâm cao cổ đầy nhưng không, cha mẹ nó không có trong lòng nữa. Cái đó là cái mà tôi nghĩ rằng đừng có nên làm. Làm cái đó là làm cái lòe lẹt bên ngoài, cha mẹ mình ăn không được đâu. Hãy làm bằng tất cả tấm lòng của mình. Tôi làm bữa Vu Lan ngày 12 tháng 7. Trong ngày này tôi tác bạch, tôi cũng không cầm được nước mắt. Tôi làm lễ Vu Lan. Vu Lan này trong tôi có hai người cha. Một người cha là sanh tôi ra, một người cha là thầy của tôi. Hai người này mất cùng một năm 2008. Hai cái tang này đối với tôi không xả. Tôi để tang của cha, tang của thầy tôi được 4 tháng. Tang thầy được 4 tháng thì tang của cha tôi. Nhưng mà chính cái tang này ở trong tôi nó không phải tang. Tang này chúng ta thấy là tang có rê, còn cái tang không rê là tang ra, tang mất. Nhưng trong tôi cái tang có rê này tôi để, tang không rê này không bao giờ mất đi. Có nghĩa là trong tôi hình bóng của hai người cha này luôn luôn ở bên tôi. Và tôi nghĩ là tất cả chúng ta, mà nếu chúng ta hiểu cái chữ tình cha này thì cái tình này không bao giờ mất ở trong chúng ta. Khi chúng ta ăn, chúng ta nghĩ là bây giờ cha ta no hay đói. Ta có một bữa ăn no mà bây giờ cha mẹ ta đang đói. Nghĩ như vậy quý vị ăn nổi không? Nhiều người lắm, và tôi cảm thông những người đi xa. Quý vị bây giờ có cuộc sống đầy đủ, nhưng mà nó đầy đủ ở mức độ của mình thôi. Có khi gửi về cho cha mẹ mình ăn được không, hay là cho những người khác trả nợ. Khi mình từ xa mình về, mình thấy cha mẹ mình ốm mò tiều tụy, mình chịu nổi không? Nhưng mà mình điểu cha mẹ mình theo mình, cha mẹ theo không? Giờ con phải làm sao? Cha mẹ chúng ta cho chúng ta cái chỗ ở, cái nhà ở nè. Thì tôi mới nghĩ là nếu như mà chúng ta bị trời mưa, chúng ta đục vào một cây mưa có chỗ nào đó cho ta che đỡ thôi, thì ta mang ơn người ta dữ lắm. Nhưng mà cha mẹ mình cho mình cái nhà ở, cái phòng ở đầy đủ tiện nghi, đủ thứ hết á, mà mình cũng không bao giờ biết ơn. Chưa bao giờ mình ngủ một giấc ngon, mình nói mình cảm ơn ba mẹ cho con cái phòng, cảm ơn ba mẹ đã cho con giấc ngủ. Mà ngày xưa mình ngủ không được thì cha mẹ ru mình ngủ. Giờ này cha mẹ bệnh ngủ không được, mình không hề có một lời ru. Có khi tôi ra đi, bây giờ là việc giảng dạy và việc học, chứ còn mẹ già ở nhà tôi không yên tâm đi học. Dẫu rằng cái việc học của mình là quan trọng đối với tôi, cái việc tu và việc hoằng pháp là đối với tôi là quan trọng lắm. Nhưng mà nếu như mà mẹ tôi có chuyện gì là tôi bỏ hết. Nhưng mà mình có đợi tới lúc mẹ có chuyện gì hay không? Mình có đợi tới lúc mình ngồi đây, mình đợi tới lúc cha có chuyện gì mình chạy về không? Còn nếu mình bỏ hết thì mình có phải là hiếu không?
Bây giờ mình bỏ, mình không có học gì hết, mình không có tu hành gì hết, mình không có làm gì hết, mình ở bên nhà, mình ở kế bên cha mẹ, mình lo cho cha mẹ thì lấy cái gì để lo? Thầy nghĩ ở đây có nhiều người con hiếu thảo lắm, nhưng mà giờ quay về bên cha mẹ lấy gì để lo cho cha mẹ? Còn nếu như mà xa cha mẹ rồi, đến lúc mà cha mẹ bệnh rồi chạy về cái mình khóc, vậy được cái gì? Đây là một câu hỏi rất khó xử, chúng ta không có một bài toán để giải đáp. Có những đứa mà nó gần bên cha mẹ rồi, xa thì nhớ, xa thì nhớ, mà gần thì bực mình, gần bực lắm. Tại già sanh tật, đất sanh cỏ. Có khi mình thấy mình thương, mình nhớ, mình tội nghiệp lắm, nhưng mà đến gần gần rồi coi chừng la rầy nạt nộ cha mẹ. Chứ không phải là nói đơn giản là mình ở gần rồi là mình dâng cơm hầu nước được cho cha mẹ đâu, không có. Có những đứa dâu nó cũng rất là có hiếu với cha mẹ chồng, nhưng mà tới lúc một lúc nào đó cha mẹ chồng làm quá rồi nó chịu không nổi. Bởi vì ta nói là người lớn á, thì trẻ thì khôn qua, già thì lú lại, nhớ nghe. Già coi chừng nó trở thành lú lại. Có những cái mình nói mình không có hiểu luôn, những người lớn tuổi nói không hiểu, nói vô tội dạ, mà nói cũng không sợ con cái mình nó buồn. Từ cái chỗ đó đó, chúng ta phải có một cái ơn lớn lắm ta mới báo hiếu được. Chứ nếu ta có một cái ơn nhỏ nhỏ, ta không có làm sao mà nói tới cái chữ tình cha mà chúng ta có thể xúc động được đó. Tại sao mà có nhiều người biết là cái điểm yếu của tôi? Tôi nói đúng rồi, cái đây là cái điểm yếu nhất của tôi trong quá trình tôi đi giảng dạy cũng như tôi tu tập. Nếu như trong thiền định, nếu trong thiền định của tôi ma mà nó giả cha tôi là tôi bị tẩu quả. Nếu như trong thiền định của tôi đừng bị nghiệp chướng là ma nó giả vào, chứ ma mà nó giả làm cha tôi chắc nó nói tôi nghe quá. Hầu cha tôi còn sống, cha nói tôi không nghe, nhưng mà đến lúc ổng mất rồi, nếu mà ma này mà nó giả làm cha tôi là chắc là tôi nghe theo nó nè. Cái này là điểm yếu của chúng ta chứ không phải điểm mạnh đâu. Thật sự ra tôi yếu ngay chỗ này. Cái này là cái dở tôi phải chấp nhận. Và khi mà tôi thấy là tôi xả thiền, tôi ngồi thiền tôi thấy là tôi xả, tôi nói đó là ma không phải là cha, tôi xả xong tôi mới khóc. Còn cảnh đó gì thì kệ, đẹp xấu gì tôi không cần biết. Mà hở mà tôi gặp cái ông này trong khi tôi thiền định là tôi xả. Vì nó biết điểm yếu của mình. Mà tôi quán chiếu tới Đức Phật Thái tử Tất Đạt Đa là khi Đức Thái tử mà ngồi thiền định là tôi bảo đảm ma nó giả ra hết những thân bằng quyến thuộc của Thái tử. Chẳng những vậy mà nó ra nó giở trò, nó hành hạ, nó đánh đập, nó khảo tra để mà nó giết cái tâm từ bi của Ngài, nó giết cái tâm hiếu thảo thương yêu của Ngài. Cái này nè quý vị, tu tập một lúc nào đó nghiệp quả của quý vị nó hiện ra rồi mà quý vị muốn tu lên nữa thì gia đình của quý vị như thế nào? Đây là câu hỏi được đặt ra cho tất cả những người muốn tu tập để thành đạo. Tóm lại những cái việc mà cha ta làm như vậy ta mới có cái ơn, mà ơn này nặng dữ lắm. Mà cái ơn nặng này chúng ta mới ráng cố gắng chúng ta trả cái ơn này. Con mà biết trả ơn cha mẹ thì đứa con này mới gọi là hiếu. Còn nó đem cái đồng tiền nó làm chuyện này chuyện nọ chuyện kia, mình thấy nó làm ghê gớm lắm, nhưng mà thật sự ra đem cái tù của cải tài sản đó mà để đo cái lòng hiếu nó thì cái này 0%. Đem tài sản ra mà đo với những gì nó làm được, cái đó 0%. Mà cái sự cảm kích, cái sự biết ơn của nó sẽ làm như thế nào để cha mẹ sống thì vui, chết thì ngậm cười nơi chín suối, cái này đối với tôi cái đó mới gọi là cái tình mà nó nặng nhất. Cái tình với cái hiếu này nè. Tại sao chúng ta không để là hiếu cha mà chúng ta để là tình cha? Vậy thì cái tình cha dành cho con thì cái chữ hiếu của con dành cho cha đó cũng chỉ là cái tình thôi. Cái tình của con với cha đó là hiếu. Muốn làm được phải mang cái ơn nặng này nè. Còn người nào mà không có ơn thì đừng hòng có hiếu. Xa cha mẹ từ nhỏ, hoặc là hầu nhỏ cha mẹ nuôi con mà có một cái điều gì đó con buồn giận, thì xin thưa, về sau không có nói tới cha nó trơ, không có một chút xíu cảm xúc nào hết. Vì sao vậy? Vì đối với cha tôi là một cái gì đó tôi hận nhiều hơn là tôi
Tôi hận nhiều hơn. Nhưng mà tôi nghĩ là quý vị cứ nhớ lại đi, khi mà mẹ mình mang nặng, đẻ đau, rồi cha mình lo lắng như thế nào, rồi ngày tháng mình lớn lên như thế nào, thì thật sự ra có những người con mà hận cha mình lắm. Vì sao vậy? Hồi xưa mẹ vừa mang trong bụng là cha bỏ mẹ đi rồi. Lúc này nói tới tình cha là cái người đó hận cha nhiều hơn. Thương mẹ 100% mà tăng thêm nữa, chứ còn cha là hận. Nếu tôi gặp cha, dám tôi giết cha tôi chết. Tôi thay cái hận của mẹ tôi mà giết. Mà cái người mẹ đó do hận cha cho nên ngày nào cũng nói cái tội danh của cha mình với con. Cho nên cái tội danh của cha nó càng tăng hơn ở trong con. Về sau con nó không có cha, nghe ai kêu bằng cha nó đứng nó khóc, mà khóc trong hận chứ không phải khóc trong biết ơn. Cái đó là cái mà tôi cảm nhận được rằng có nhiều người mẹ cũng như vậy. Sanh con ra rồi do hoàn cảnh cho nên ở lại với con không được, người mẹ phải bỏ con lại cho chồng mà đi. Cực khổ gian lao, đến một lúc nào đó nhắc tới mẹ người con cũng khóc, mà khóc trong hận chứ không phải khóc trong biết ơn. Trong cuộc đời luôn luôn nó có hai mặt, mặt phải và mặt trái của nó. Ta đừng bao giờ nói mặt trái không, mà cũng đừng bao giờ nói mặt phải không. Nếu nói tới cái nhân duyên quả nghiệp này thì chúng ta nên biết cái nghiệp của ta với cha mẹ. Nếu như nó rơi vào cái nghiệp xấu, cha ta không thể nuôi ta, mẹ ta không thể nuôi ta, thì cái điều này nếu chúng ta hiểu được cái tình cha này, chúng ta phải có một sự cảm thông lớn. Mình được sanh ra làm người là mình mang ơn hai cái tiếng là cha và mẹ rồi. Đừng có bao giờ phủ nhận cái này. Dầu rằng duyên thuận hay duyên nghịch, đó cũng là cha mẹ của ta. Người đó có khùng, có điên, có bạc đãi ta, có bỏ rơi ta, họ vẫn là cha mẹ của ta. Cái đó là chúng ta phải hiểu được cái nghiệp. Ai làm không đúng thì nghiệp xấu, ai làm đúng nghiệp tốt. Bổn phận mình làm con, mình làm cái nghiệp tốt thôi, mình không làm nghiệp xấu. Cái đó là xứng đáng người con có học Phật. Học Phật là học cái nghiệp và học cái nhân quả này nè. Chứ không phải là người con học Phật á, là bây giờ mình tức cha mình quá đi. Cha mình bỏ mẹ mình lúc mình còn trong bào thai, mang cái hận thù đó. Vậy là cái nghiệp đó là oan gia trái chủ. Cái nghiệp đó rất lớn. Sau này mà biết được rồi nhưng mà vẫn mang hận thù, cái này không đúng đâu. Đời sau quan quan tương báo gặp lại nữa nè. Gặp lại nữa nè. Vậy là khổ hay là vui? Khổ này nó chồng chất cái khổ kia. Đó. Cái này á, nói băng qua chút xíu, cái phần vợ chồng nó cũng y chang vậy. Đời này mà có duyên làm vợ làm chồng với nhau thì cũng nên hiểu là có nhân chưa? Có không quý vị? Có duyên chưa? Có quả không? Có nghiệp luôn không? Bốn này có hết. Vậy thì đừng có gây oan gia trái chủ với nhau để đời sau gặp lại hành hạ tiếp. Hiểu không Phật tử? Nghĩ được chưa? Chưa hả? Nói nữa hả? Để tới tối luôn hả? À, thì thật sự ra cái phần đó là phần mà tôi cũng nói với quý vị, là khi tôi ngồi tôi kể là do tôi biết tôi học Phật có một cái lượng tri thức để tôi đủ khả năng quán chiếu từng phần. Tôi quán chiếu từng mạch máu trong cơ thể để tôi thấy rằng dòng máu đó là của cha tôi. Tôi quán chiếu cả một cái suy nghĩ mà do cái dòng máu đó nó sanh ra. Thì cái suy nghĩ đó chính là cái gen mà cha tôi để lại, mẹ tôi để lại. Từ cái chỗ cái suy nghĩ này nè, nó giúp cho tôi có một cái gọi là phải làm gì. Đó, cái quan điểm của bổn phận làm con. Mày nói không, không được đâu rồi ơi. Bây giờ mày làm gì để gọi là trả ơn đây? Con trả ơn, làm cái gì? Mà muốn trả ơn này mình làm cái gì thì đòi hỏi mình có vui chăng? Mình có an ổn không? Mình có hạnh phúc chưa? Mình trả ơn cho cha mẹ mà bản thân của mình đau đớn vô cùng thì cha mẹ ăn nổi không? Bây giờ mình mù mà cha mẹ mình sáng mình dâng cơm cho cha mẹ ăn nổi không?
vừa ăn vừa khóc, thương con mình quá. Mình bây giờ mình tật nguyền mình giống như mình dâng lên cho cha mẹ, trời ơi cha mẹ ăn mà một cái thương con mình nó hiếu thảo mà nhìn thấy nó vậy, mình đâu có thay cho nó được đâu. Cha mẹ khổ gấp nhiều lần so với mình đang khổ. Cho nên cái đó là cái mà cha mẹ mong mỏi ở con cái gì, mong nó hạnh phúc là cha mẹ mừng lắm rồi. Cho nên có một người con gái nói rằng khi con lên xe hoa, con có hạnh phúc là con đã trả được 50% chữ hiếu. Cha mẹ mong cho con mình có hạnh phúc lắm. Nuôi nó lớn lên mà gả chồng được cho nó, cha mẹ nở mặt nở mày, không biết nở mấy ký rồi có héo không. Mới nở mặt nở mày không về nó gây lộ cái héo liền. Cũng giống như hoa nở với hoa tàn vậy đó. Nhưng mà gia đình nào mà không có xui trời. Cái xui nó là vậy. Cho nên mình nhớ cái trả cái ơn này thì chúng ta nhớ cái phần của chúng ta là sống phải sống vui, sống có ích, sống an ổn và sống hạnh phúc. Và những hành động cụ thể của chúng ta là mang một ý chí, mang một cái nghị lực, mang một cái sự thành đạt. Thì tất cả những cái này nè gọi là món quà dâng lên cho cha mẹ mình. Còn thấy một đứa con yếu ớt, nhu nhược, hèn hạ, sống ăn bám vào xã hội, một cái gì đó tự nhiên cha mẹ mình cảm thấy đau lắm, mình sinh nó ra rồi, rồi bắt đầu mình là một tay, mình là một cái gì đó mà mình không có làm lợi ích cho xã hội được. Mình già rồi, bây giờ con mình nó cũng không làm được gì hết. Thì xã hội này ta chửi chà cả cha lẫn con. Ta nhìn đứa con mình ta chửi cha nữa, chứ không phải là ta để cho mình yên. Như vậy thì đứa con có ý chí nó thành đạt được là cha hưởng ké luôn. Nhất nhân hành đạo cửu quyền thăng. Bây giờ ta không hề biết Tịnh Phạn Vương là ai. Trên đây chúng ta không có thờ Tịnh Phạn Vương. Nhưng mà nói tới Đức Phật Thích Ca, nói tới Thái tử Tất Đạt Đa, là người ta phải biết Thái tử là con ai. Như vậy Tịnh Phạn Vương ăn theo, ăn theo Thái tử Tất Đạt Đa. Chứ bao nhiêu đời vua chúa đâu ai nhớ đâu. Chính cái nghị lực này giúp cho chúng ta làm cho rạng mặt rỡ mài cửu quyền thất tổ. Đây, cửu quyền thất tổ. Vậy thì cửu quyền thất tổ ta có nghiệp quả với ta không? Có luôn. Như vậy ta sanh ra trong cửu quyền thất tổ. Chính cái năng lượng của cửu quyền thất tổ này cho chúng ta một nghị lực có nhiều cái gia phả. Cửu quyền thất tổ linh lắm. Linh ghê gớm. Những người khác muốn đánh đến gia tộc đó, cửu quyền này không có để yên đâu. Người chết mà người ta trở thành một cái gì đó, một năng lượng của âm quý nhân, người âm, người âm gia hộ. Nếu người nào có khả năng nhìn thấy thì tất cả chúng ta đều có một cái phần ở bên sau gia hộ. Cái phần đó trong đạo Phật gọi là cái thật tướng của mình. Cái vị hộ pháp là thật tướng của mình. Một khi mình thấy được cái thật tướng đó là mình thấy được cái Phật tánh của mình. Ở phía sau ta có một cái sự gia hộ lớn. Trong trong tiền thân của Đức Phật thì khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đó, trong quá khứ của ngài là tiền thân á, là vì cầu pháp, ham pháp quá đi, cho nên học cái bài pháp đó bỏ thân mạng. Học được cái bài pháp đó là bỏ thân mạng để mà trả nợ cho cái người kia. Nhưng mà cái con quỷ dạ so đó mới nói là tôi dạy cho ông cái pháp này, ông phải trả tôi bằng thân mạng. Ông nói được. Thì khi mà ông học 4 câu kệ kinh Pháp Hoa này xong rồi thì dạ so nó, ông mới nói là giờ rồi tôi cho ông ăn thịt tôi đó. Thì ông nói là khi ông còn sống có chư thiên gia hộ làm sao tôi ăn được. Nhớ không? Mình còn sống là có người gia hộ cho mình. Ông mới leo lên trên đoạn, trên cái ngọn cây đó, ông nhảy xuống, ông chết đi tôi mới ăn được. Thì leo lên ngọn cây nhảy xuống, gần tới đất rồi thì con dạ so mới biến thành là Thích Đề Hoàng Nhân, đưa cái tay hứng và để ngài trở lại bình thường lại ngài và nói rằng mai này ngài thành Phật, ngài nhớ độ tôi với. Tôi thử cái tâm Bồ Tát của ngài coi ngài có phải như vậy hay không. Cho nên trong xung quanh chúng ta đó, khi chúng ta tới đây chúng ta nghe được cửu địa, phàm thánh đồng cư địa, thì chúng ta biết rằng có 9 địa trong 81. Trong 81 cái tư hoặc này nè, nó tạo thành 9 địa. Thì mai này mình biết 9 địa này chính là 9 cõi Niết Bàn.
Mà chính cõi niết bàn này chính là chính cái chỗ mà mình không thể ra được. Mình vô trong đó rồi nó hạnh phúc ghê lắm, mình ra không được. Mà ra không được cho nên nó gọi là độn xử. Nó sai khiến mình một cách chậm mà chắc ghê lắm. Ta tu mà ta không học là tu mù là cái chắc luôn, không có biết đường ra. Như vậy, ta thành đạt này, muốn được thành đạt này, tôi cần tất cả chúng ta có một ý chí. Và điều này ngày hôm qua trước khi tôi qua đây, qua là 2 giờ rưỡi tôi mới giảng. Tôi nói ráng cho tôi giảng 1 rưỡi rồi tôi về tôi đi sớm. Đằng này không cho ăn kéo riết tới 2 rưỡi. 2 rưỡi tôi giảng tới 3 giờ 15, tôi giảng có 45 phút. Tôi giảng là mẹ ơi con hứa một điều. Mẹ ơi con xin hứa một điều. Thì tôi có nói cái chỗ này. Muốn hứa với cha mẹ cái điều gì mà để cho cha mẹ tin thì mình phải biết cái điều đó. Giả dĩ con còn nhỏ mà nó đi học, nó hứa với cha mẹ là con sẽ là đứa trẻ học tốt. Nó nói không, nó còn đi học cho nên nó con sẽ cố gắng học để đền ơn cha mẹ là nó học tốt là cha mẹ mừng rồi. Nhưng phải coi con nó có học thiệt không. Nó có học thiệt không? Vậy thì nó hứa nó học, vậy là cha mẹ mừng ngay chỗ đó thôi. Còn bây giờ quý vị có gia đình, nó là con xin hứa với cha mẹ là con giữ gia đình hạnh phúc. Là nhiêu đó là cha mẹ mừng. Có nghĩa là ta phải biết ở vị trí ta, cái bổn phận của chúng ta là gì. Hứa ngay chỗ đó thì cha mẹ mừng lắm và mọi người mừng lắm. Cái uy tín nó nằm ở ngay cái bổn phận này nè. Anh làm tròn bổn phận là ai cũng vui hết. Thì tôi có nói vậy nè. Tôi hứa với mẹ rằng khi mẹ con cho con xuất gia thì con xứng đáng là người xuất gia để cho mẹ an tâm. Vậy thôi, tôi hứa vậy. Tóc con không bao giờ mọc ra, khi cạo rồi là mọc, mà không chút xíu là con cạo. Con không để dài cho nhỏ nào nắm má, yên tâm. Vậy yên tâm không? À, có nghĩa là mình đang là cái bổn phận của mình là người tu thì mình hứa ngay chỗ tu thôi. Hứa làm ông này ông kia làm gì? Không có hứa gì mà cha mẹ mình vui hết á. Chỉ có hứa là mình đang ở cái bổn phận đó. Con là người xuất gia, con hứa với cha mẹ là trong cuộc đời này, dầu rằng có nghịch cảnh cỡ nào đi nữa, đầu trọc. Chứ không mọc tóc à. Nó chứ nhiều người mọc tóc lắm á. Lông rùa sừng thỏ mà, lông rùa trứng cá. Cho nên là ổ bông xài trứng cá. Cái người mà tu mà đụng cái chuyện khổ quá là muốn ra đời, không có thành tựu được. Ngay cái chỗ đó thì tôi mới nghĩ là nếu tất cả chúng ta là những người con, đừng nói suông, nhưng mà không nói không được, nhưng đừng nói suông. Có nhiều người nói con không quan trọng cái nói đâu, mình nói được mà mình làm không được như không. Không phải nói, mình nói rồi mình mới làm cái hành trang để mà làm. Mình không hứa cho mình làm. Hứa đi, đừng ngại ngùng. Về thắp nhang hứa. Về thắp nhang trước bàn của quyền thân tổ hứa. Hứa với hương linh của cha mẹ, nếu cha mẹ đã mất rồi. Mình hứa để như vậy. Để mình lấy cái hứa này nè, mình làm hành trang để mình làm. Một khi mình đụng chuyện là mình làm. Cho nên Đức Phật phát nguyện lớn. Đức Phật phát nguyện lớn. Thì cái nguyện đó chính là hành trang của Ngài để Ngài làm. Ngài làm mà được cái gì đó, cái đạt được cái gì đó thì từ 1% cho đến 100%. Đừng có nói là mới hứa cái là làm được liền, không có đâu. Có phải Thái tử Tất Đạt Đa, có phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của ta, là từ lúc mà Ngài phát Bồ Đề Tâm cho đến lúc Ngài thành Phật gần hay sao quý vị? Ngắn hay dài? Dài chứ ngắn gì. Cái này gọi là vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp chứ không phải một kiếp mà có thể thành Phật được. Vậy thì chúng ta muốn đạt được cái gì đó dài hay ngắn? Có người nói thầy ơi con muốn quy y Tam Bảo mà con sợ con làm không được. Thầy nói sợ gì? Nói đi. Nói theo thầy con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nó nói không, con nói. Nó không nói sao làm. Phải không? Mình phải nói là con quy Phật thì mai mốt con mới muốn làm ông Phật. Con quy Pháp con mới muốn làm người nói Pháp. Con quy Tăng con mới thay quý thầy con truyền Pháp độ sách. Bây giờ mình không nói sao mình làm được. Cho nên là nói, phải nói. Nói rồi bắt đầu mới làm. Làm còn đạt được cái gì thì chưa biết. Thành tựu hay không thì chưa biết. Không có cha mẹ nào mà ép con mình làm thành liền đâu. Cho nên quý vị nguyện sanh Tây Phương. Nguyện đúng không? Nguyện là nói chứ gì? Nguyện sanh Tây Phương. Rồi quý vị làm cái gì để sanh Tây Phương? Dạ chưa biết, con có biết gì đâu làm. Con nguyện sanh, ngày nào con cũng nguyện sanh. Nhưng mà làm gì? Dạ không biết.
Rồi đạt được gì? Dạ chưa. Xanh không? Dạ xanh. À, xanh con mắt mày. Là xanh ngay cái miệng á. Tại ngày nào cũng nói á. Nói nhưng mà làm cái gì? Đó, mình nói chỉ là hành trang thôi. Mình nguyện chỉ là hành trang, chứ nó là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cứu Phẩm Liên Hoa Vi Phụ Màu Hoa Khai Kiến Phật. Hoa Khai Kiến Phật là làm cái hoa khai ra bổn Phật vô thấy. Còn ngộ vô sanh, cái ngộ vô sanh đó nó mới kiến Phật được. Mà ngộ vô sanh đó, vô sanh là thấy Phật, còn sanh là không thấy. Nhớ chỗ này nha, bữa nay mở chút xíu đó thôi. Còn nếu quý vị học thì bắt đầu dạy tiếp. Nhớ là vô sanh mới thấy Phật, vì Phật không có sanh. Phật ở trong Niết Bàn không sanh không diệt. Ai muốn thấy Phật phải đạt chỗ không sanh diệt mới thấy Phật. Còn sanh diệt chỉ thấy ma. Còn sanh diệt mà ngồi đó nằm chiêm bao mà thấy Phật thì coi chừng. Thấy chưa? Thấy không? Hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh. Mà ngộ vô sanh mới kiến Phật. Vậy đó. Cho nên khi chúng ta chưa ngộ vô sanh, chúng ta còn lầm lỗi dữ lắm. Mà mỗi lần lầm lỗi thì mỗi lần phải nhớ cái lời nguyện này. Con làm không được cái điều gì đó, con về quỳ xuống sám hối với mẹ. Con hứa vậy mà con chưa làm được, con cảm thấy hổ thẹn ăn năn, tụng kinh sám hối. Sám hối rồi sửa hay là sám hối rồi làm tiếp? Sửa, nó tăng lên 2%. Vậy đó. Mà cứ như thế chúng ta làm. Nhưng nhờ ai? Nhờ ông Phật này nè, nhờ cha ta nè, nhờ ông thầy nè. Tôi gì thôi thì cái phần thầy tổ thì mai mốt tôi giảng tới chủ đề tăng á, tôi giảng thêm. Thì cái thầy đối với tôi cũng là một ông cha, ông cha thứ hai trong cuộc đời mà cho tôi biết cái ông cha lớn này. Chính ông tăng ổng cho tôi biết ông Phật. Tôi thông qua ông cha là tăng á, tôi mới biết được ông cha là Phật này. Cho nên là tôi có hai người cha mà hai người đó đi hết rồi. Nhưng mà nhờ đi rồi cho nên động lực tôi nó mới lớn. Thật sự ra cha mẹ mình còn á, mình cảm thấy sao mà nó gì đó nó đơn giản. Nhưng mà khi ông mất rồi sao nó cao cả quá đi. Bây giờ này cha mẹ còn, mẹ tôi còn cũng vậy nữa. Tôi gần mẹ có khi tôi cảm nhận được sao con thấy còn nguyên cục. Còn nguyên cục, nhưng mà thật sự ra mà để nói là có một cái cảm xúc gì đó hầu như là nó rất là gần gũi, nó thân thương, nhưng mà nó không có giống như cái ông mà đi rồi. Nó lạ ghê lắm á. Lại gần bên mẹ mình cũng kể từng ly từng tí vậy đó, nhưng mà nước mắt nó không có rời. Mà lại gần cái linh ảnh ông là nước mắt nó rời. Vậy đó. Cho nên tôi mới nghĩ là cái âm dương nó có một cái khoảng cách, lúc này nó mới có một cái sự giao cảm bởi cái ý thức của mình. Còn khi mình nhìn thấy mẹ, mẹ còn ngồi đó, tôi đi tới đâu tôi đi giảng là tôi chở mẹ tôi theo, trừ khi bà yếu bà đi không được là tôi để nhà thôi. Chứ tôi đi là chở theo. Kế bên bà, tất cả những lời tôi nói tôi có thể dâng cơm lên cho bà ăn, tôi dầm cơm cho bà ăn, nhưng mà không có khóc. Bà còn sống mà khóc gì? Không lẽ trù bà chết? Cho nên là lấy cơm cho bà ăn, dâng lên cho bà ăn, mà khi bà bệnh rồi cạo gió đấm bóp bấm nguyệt rồi tôi làm trò trơn hết đó. Nhưng mà cái xúc động nó không có giống như cha mình mất rồi. Cho nên cái chỗ này nhớ không? Mình thấy mặt nó không có xúc động, nhưng mà lúc mà bà sắp sửa đi rồi mới biết tay nè. Vì mẹ là thương nhiều hơn, thật sự mà nói là tôi thương mẹ nhiều hơn thương cha. Mà đối với cha mà tôi ngồi tôi tư duy tôi kể không là tôi còn chịu không nổi. Mà tại cái bà đó tôi lo dữ lắm. Ma mà nó hiện vô, mai mốt mà bà mất mà ma nó hiện vô là nó phá hư cái định huệ của tôi. Có khi tôi sợ như vậy. Nhưng mà tôi cũng không sợ đâu, vì tôi biết rằng là khi mà bà mất là công lực của tôi là tôi quýnh chú là bay hết. Mình phải có một cái nghị lực cho mạnh. Thật sự ra mà khi tôi nhắc tôi mới bị xúc động thôi. Còn khi tôi không nhắc thì dĩ nhiên ổng hiện ra tôi cũng bình thản. Cái đó là cái khả năng tu tập của mình. Nhưng mà trong tâm mình nói nó không nghe đâu. Mình nói nó không được. Vì nó có một cái sự giao cảm linh thiêng lắm. Mình nói nó không được. Nhưng mà khi mà mình có một cái gì đó, mình cảm nhận được rằng Đức Phật đã cho mình một cái giá trị thực tại, thì lúc đó mình có thể chiến thắng được trên mọi lĩnh vực. Và Đức Thế Tôn đã thành tựu được thì mình nghĩ là mình sẽ thành tựu, chứ không có mềm yếu như vậy đâu. Chúc quý vị luôn luôn là những người con hiếu thảo đối với cha mẹ.
Bữa nay tôi khan tiếng quá, để dành ngày mai giảng nữa, chứ bữa nay hát ngày mai giảng hết nổi sao. Nhưng mà hát khúc không? Hát tôi có bổn nè. Tình cha mát như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi, cha già dấu yêu. Đừng cháy con. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha ngồi bên con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con, và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con yêu ơi, chưa bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thông. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu. Trời ơi, thật sự là ca sĩ ca hay hơn mình nhiều. Nhưng mà thật sự ra những người ca, những người viết cái bài này, thật sự ra là tôi nghĩ là có xúc cảm mới viết được. Dù rằng những ngôn từ như thế, nhưng những người này ca rất là có xúc cảm. Nếu bài này mà khi cha mình mất, mình thử ca bài này để mình kiểm nghiệm lòng mình thử coi. Tôi bảo đảm những người nào có xúc cảm mà mang ơn cha thì tôi nghĩ là không ca được đâu. Nức nở ghê gớm lắm. Rồi tôi ngồi tôi tư duy những lời này mà tôi nói sao hay dữ vậy. Có những người hay quá. Lòng mẹ cũng vậy. Bây giờ này tôi ca lòng mẹ là bình thường, chứ khi mà mẹ tôi qua đời rồi chắc là tôi ca được mới lạ đó. À, cái đó chính là cái nỗi xúc cảm mình nó trào dâng trong đó. Tôi thấy những bài cúng cơm đơn giản lắm, nhưng mà khi cha tôi mất rồi tôi cúng cơm, tôi mới thấy những bài đó quá màu nhiệm luôn. Nó linh thiêng, nó giao cảm giữa người con với người cha mẹ đã mất. Thì khi tôi đi cúng cơm, tôi rất là hên là đi làm ông giảng sư, chứ tôi làm thầy cúng mà tôi cúng được mới lạ. Tôi đến mà tôi cúng cơm xong rồi là cái người ta chưa khóc, tôi đứng tôi khóc sướt mướt. Nó nói mày không làm gì. Có nghĩa là mình nói thay lời người của người con, mình thay người con mình nói, nhưng mà nó ngồi đó nó cười còn tôi khóc. Tôi nói bộ mình khùng hả trời. Cho nên nói thiệt á là tôi rất là ít đi cúng cơm. Ai mà kêu tôi cúng cơm là tôi nói thôi đừng kêu tôi cúng. Mà hở mà tôi nhập vai tôi cúng là tôi khóc trước. Tôi nghẹn ngào tôi cúng không có được. Thật sự ra mình đứng trước hương linh mình phải có tâm linh. Còn đằng này mình cứ như thế, mình gõ mõ tới nơi, mình tụng kinh tới nơi mà hồn thức mình nó ở đâu á. Nó không có đặt vô đó thì quý vị nghĩ hương linh có về ăn được không? Cái đó là cái mà tôi nghĩ quý vị khỏi cần thỉnh quý thầy quý cô gì, để cho quý thầy cô tu học đi. Bản thân mình tự cúng. Thầy cho con một cái bản về con tự cúng. Quý vị cúng cho cha mẹ chứ mắc gì phải thầy cúng. Tôi nghĩ là không cần đâu. Để cho quý thầy quý cô tu học. Vì cái thời của Đức Phật á, Đức Phật không hề đi cúng cơm cho ai. Thấy không? Chư Tăng thời đó không hề đi có cái mỏ cái chuông gì để đi cúng hết đó. Tại sao giờ này quý thầy trở thành thầy đám hết trơn vậy? Cái này là nó đi ngược lại con đường giải thoát của Phật á. Mà chứ chúng ta không théo. Dạ xin mời chú. Dạ có thể là mấy thầy cúng linh hơn 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 dạ. Một tràng vỗ tay tặng cho anh. Quá hay luôn. Quý thầy quý cô cúng linh hơn. Nhưng mà theo anh nghĩ là tại sao nó có một sự linh thiêng đó? Dạ có thể là quý thầy với sư cô á, biết nhiều về Phật pháp hơn đệ tử Phật tại gia. Nhiều khi cúng mình không hiểu rõ đó, có thể là có tội đó thầy. Không có. Hầu đó cha mẹ mình cho mình ăn có tội gì đâu.
có khi cha mẹ mình ăn cho mình ăn cũng đâu biết đâu, cho ăn xong đưa đi bệnh viện rồi mà, đúng không quý vị? Cha mẹ cũng đâu biết trong thức ăn đó có gì đâu, cha mẹ mình cũng đút cho mình ăn tới nơi ăn xong đưa đi bệnh viện mà, ăn xong chết luôn mà. Vậy thì cha mẹ đâu có tội đâu, không ai bắt tội cha mẹ cho mình ăn, mà cũng không bao giờ cha mẹ bắt tội mình cúng cho cha mẹ. Cái điều này là tôi khuyên là như vậy, chứ không phải là thầy cô biết nhiều đâu. Thầy cô biết nhiều thì tới đó chỉ có một cái thời thuyết linh, thuyết linh là nói cho linh nghe, rồi sau đó cúng cơm để mình cúng, không có cần phải quý thầy quý cô cúng cơm. Vì quý thầy quý cô cúng là cũng giống con cúng thôi, chứ mắc mớ gì quý thầy quý cô phải lại ở đó cúng gì. Thầy cho con cái bài cúng nên giờ cúng cho, là thầy cho cái bài cúng vậy là được rồi. Chúng ta không nên thỉnh quý thầy quý cô đi cúng vào cái đó, theo quan điểm của thầy. Còn quý vị mà không biết, quý vị thành tâm thì thôi thầy cũng đi cúng chứ không phải không đi. Nhưng mà thầy khuyên là nên tự cúng. Tại trong đạo Phật của mình phải hiểu cái ý nghĩa của nó. Chứ còn bây giờ mình cũng không biết cúng luôn. Cha mẹ mình cho mình ăn thì được, tới chừng mình cho cha mẹ ăn thì mình không biết. Mình phải nhờ người khác cho ăn. Điều đó không đúng. Cho nên hầu đó là quý thầy quý cô đều nói là khi ba mẹ mình mất, mình đừng đứng ra mình cúng. Mình đừng đứng ra mình dẫn đường. Mình phải nhờ người khác. Nói là không, con làm hết. Đức Phật quay trở về độ cha mẹ của Đức Phật, đúng không? Đức Phật quay về độ cha mẹ của Đức Phật, chứ ai khác để độ cha mẹ Đức Phật đâu. Thì tại sao con bây giờ con phải thỉnh người khác? Rồi cái người đó nếu mà hơn con đã đành đi, còn không hơn con thì sao? Cúng trực lắc chết con chứ. Đưa đi trên kia không chịu đưa, mà nói xuống dưới kia kìa. Ba mẹ con nghe lời vậy là đi xuống dưới chất chết con đó. Cho nên ngay chỗ đó là mình tự tin cái chỗ đó. Rồi, chúc quý vị về ngủ ngon, ngày mai gặp lại.